Chào các bạn nha. Chào các bạn đến cuối kênh Xinh Xăng Vlog của mình nha. Hôm nay mình ăn mì cay nha, mời các bạn ăn cùng với mình nha. Mời các bạn ăn cùng nha. Thông các bạn ơi. Gì? Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn cùng mình nha. Ăn cấp độ mấy vậy? 5. Cấp độ 0. Cay quá các bạn ơi. Cấp độ 0 mà là cay. Cài uống nước các bạn. Mì miền Trung các bạn. Thường mình ăn mì về miền Tây, ăn mì miền Tây. Cơm ngon mà. Để ra cơm nóng. Có mua dĩa canh gà không sẽ tắt đó các bạn. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Bò viên mà. Bóc tôm các bạn. Cơm ngon luôn các bạn. Thank you.
cay lắm các bạn. Video mình làm tới đây cũng xin chào các bạn. Lần đầu tiên làm cũng hơi gọn ha. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Bye bye.